Với xu thế hội nhập hiện nay, các sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng được cung ứng ra thị trường ngày càng phong phú và đa dạng. Bên cạnh kênh phân phối hàng hóa truyền thống thì hiện nay, sự dịch chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến trên nền tảng không gian mạng cũng ngày càng trở nên phổ biến và mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Tuy vậy thì ở chiều ngược lại, điều này cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hướng đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Một sạp hàng tại chợ Thị Tứ, xã Hội Tụ, huyện Kỳ Sơn. Rất đa dạng với chủng loại hàng hóa, từ mỹ phẩm, thuốc tân dược, đồ gia dụng, thực phẩm chức năng. Phần lớn trong số đó đều ghi chữ nước ngoài, không có tem nhập khẩu, tem phụ. Và tất cả đều có bán với giá khá rẻ. Tiền không có nhiều nên thấy rẻ, vừa với túi tiền của mình thì mua thôi, cũng không quan tâm chất lượng đâu. Không chỉ ở địa bàn các xã vùng sâu vùng xa, mà ngay tại vùng trung tâm một số huyện thị ở vùng cao. Rất dễ dàng bắt gặp những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn phụ, hết hạn sử dụng, vẫn được trà trộn bày bán trong các cửa hàng đại lý. Cái nguồn gốc bác có biết không? À không, không biết được. Chỉ thấy người đến nhập là mình có tiền thì gửi tiền cho họ, mà mình chưa có tiền thì lại nói chờ con về. Họ nói bà cứ yên tâm cho nhà con xếp đây, tôi chỉ biết bán thôi. Thực trạng hàng hóa kém chất lượng, hàng giả thường có xu hướng tràn về khu vực miền núi, không phải bây giờ mới diễn ra. Tuy nhiên, việc kiểm soát ngăn chặn vấn nạn này vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù là chính quyền địa phương và các cái lực lượng chức năng cũng đã kiểm soát các cái hàng, tức là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo cái tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo 389, nhưng mà trên địa bàn hiện nay thì không thể mà tránh triệt để được. Để cho ba lực lượng, tức là chính quyền địa phương, quản lý thị trường và lực lượng công an vào cuộc kiểm tra chặt chẽ các cái mặt hàng ở trên thị trường, cái nguồn gốc xuất xứ từ tổng, tức là từ tổng kho đi về các địa phương thì phải có một cái chế tài quản lý rất là chặt chẽ. Ngoài vai trò của chính quyền các địa phương đang thiếu các cơ chế, chế tài đặc thù, thì đơn cử ngay như lực lượng chuyên trách, đó là quản lý thị trường hiện nay, cũng chỉ biên chế chưa đầy 10 người, giao quản lý từ 2 đến 3 huyện. Lực lượng liên ngành địa phương mỗi năm cũng chỉ ra quân được 3 đến 4 lần. Hiện nay cái nhân lực của chúng tôi cũng có những hạn chế nhất định. Với cái địa bàn rất rộng, đặc biệt là các huyện biên núi, thì chúng tôi cũng đã phản ánh việc này với Tổng cục và Bộ. Nhưng mà hiện nay do cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là hạn chế, giảm biên, thì chúng tôi phải tìm vào các cái giải pháp để tăng cường cái trình độ, tăng cường cái cũng là cái phối hợp này, trong tăng cường cái các cái giải pháp về công tác tổ chức để nó có thể nâng cao cái hiệu quả. Ngoài việc cố tình vi phạm của đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, thì công tác quản lý nhà nước cũng đang gặp nhiều khó khăn, đã khiến cho việc ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng đối với hình thức kinh doanh truyền thống chưa thực sự đạt được kết quả như mong muốn. Nếu như hình thức kinh doanh truyền thống nghĩa là hàng bán ở đâu, người mua ở đó, việc vi phạm về kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng có thể dễ dàng truy vết và xử lý, thì hiện nay, với hình thức kinh doanh trực tuyến trên nền tảng không gian mạng, việc kiểm soát và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng đang là một thách thức không nhỏ. Mua hàng trực tuyến hiện nay được khá nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài tính tiện ích là dễ dàng tiếp cận với các chương trình khuyến mãi, giá rẻ, giao hàng nhanh chóng tận nơi, thì ngược lại, người mua cũng phải đối mặt với nhiều may rủi về chất lượng sản phẩm. Mua hàng online thì nhiều lúc mua về xong họ giao hàng fake này, hàng giả này, hàng chất lượng kém này, nhưng mà khi nào thì mình cũng chịu thôi, tại vì mình đã bỏ tiền ra mua rồi. Dễ dàng nhập hàng từ nhiều nguồn khác nhau, không phụ thuộc vào các nhà phân phối cố định. Nhưng ở góc độ ngược lại, trách nhiệm của người kinh doanh lại gần như không được đề cao trong việc đảm bảo nguồn hàng đến tay người tiêu dùng. Đại lý nhà em thì mặt hàng này khoảng trong tầm là hơn 500 mặt hàng, có đối tới một hết hàn đấy, mà cần hàn chứ đó. Một số mặt hàng họ nhập biến là không nhập thông tin đầy đủ các sản phẩm vô cho người tiêu dùng biết. Hiện nay là Tổng cục chúng tôi, Tổng cục Quản lý Trường đã chỉ đạo đẩy mạnh cái công tác kiểm tra, kiểm soát trên cái môi trường mạng, đã có những kế hoạch cụ thể và tổ chức tập huấn, tổ chức đào tạo và tổ chức cung cấp thông tin bằng các cái
Hiện nay là có thể nói quản lý trường là chúng tôi đang đẩy mạnh cái công tác đào tạo, tập huấn và chỉ đạo các cái cục địa phương tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát. Hiện nay hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ngoài tồn tại ở nhiều phân khúc của thị trường, từ vùng sâu vùng xa đến các quán hàng rong hè phố, cửa hàng tạp hóa tại các đô thị đang chưa thể kiểm soát một cách triệt để. Theo đó, công tác đấu tranh ngăn chặn với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều.